ơi. Má, má. Ôi ơi, má ơi, đừng dọa ông cháu tôi có bao nhiêu kẹo, cho hết đấy. Má thì cần gì kẹo. Ồ, con cảm ơn ông, là ông nói đây nhá. Ờ, ai cho chị dọa ông cháu em, lại còn lấy kẹo nữa chứ. Ông có tuổi rồi, dọa ông là không vui đâu. Thế hôm qua hai ông cháu dọa con đó thôi, coi như huề ông nhé. Con chào ông, con về. Ô, ông lại tè ra quần à? Đâu, ông sợ gì má? Ông giả vào thôi. Nước đấy. Con chào ông. Ừ, nay mua gì con? Dạ, con sắp phải vào học rồi. Ông cho con đặt một đĩa chân gà rán, tí về con đãi bạn con nhá. Ok con, cứ học tốt tí về là có. Dạ. Con chào ông, con đi học về rồi. Ông cho con một hộp quẩy ạ. Ờ, trước khi đi học con đặt ông chân gà chiên mà. À, con có đặt đâu. Ông đùa con à? Con còn bảo con đãi bạn cơ mà. Không, chắc ông nhầm rồi. Lần sau ông không chỉ đặt đâu, cứ tiền trao cháo múc cho nó chắc. Ông dừng lại. Ông muốn thử cái gì thì phải để khách thử trước chứ, sao ông lại tự thử thì có biết được ngon hay không? Ừ, cũng đúng. Thử đi con. Kẹo dẻo, vị xoài này ngon đáo để ông ạ. Ông nhập vị dâu mà, sao lại thành vị xoài? Thế à? Vậy ông đưa gói kẹo dẻo kia đây, con ăn thử xem là vị gì. Dạ. Vị chanh. Vị cam. Màu hồng. Vị dâu à? Vị dâu. Ừ, đúng vị rồi. Gói kia vị dâu, sao con bảo vị xoài? Thì không nói thế thì làm sao con được ăn thử gói này. Kẹo dẻo ngon lắm ông ạ. Con chào ông, con về. Còn hết. Cứ mày hết rồi, cái gì bán tặng.